Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón xem bản tin tối ngày 26 tháng 2 năm 2024 của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Quốc Oai. Thưa quý vị và các bạn, hòa trong không khí phấn khởi của những ngày đầu xuân năm mới, sáng ngày 26 tháng 2, tức 17 tháng Giêng năm Giáp Thìn, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Quốc Oai tổ chức trọng thể lễ giao nhận quân, đưa 193 thanh niên ưu tú của quê hương lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Không khí của mùa xuân ấm áp như hòa quyện với lòng người đã tạo nên một cảm xúc thật khó tả, khiến ngày hội lên đường đầu xuân mới thật rộn ràng, náo nức. Mặc dù trời có mưa nhỏ, song ngay từ sáng sớm, trên khắp các ngã đường dẫn đến trung tâm dân vận động huyện, nơi diễn ra lễ giao nhận quân năm 2024, được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, băng rôn, rộn ràng tiếng nhạc, làm cho không khí ngày hội giao quân của huyện tưng bừng, rộn rã hơn. Khắp khu vực tổ chức lễ giao nhận quân, đông đảo người thân, bạn bè, tân binh đến để động viên, dặn dò, tiễn chân những người con ưu tú của huyện lên đường nhập ngũ. Màu cờ sắc áo, âm thanh hào hùng của những ca khúc ca ngợi người lính bộ đội Cụ Hồ, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, tiếng cười nói hân hoan của người thân đưa tiễn thanh niên ngày càng tăng thêm không khí tưng bừng của ngày hội tòng quân. Buổi lễ giao nhận quân được tổ chức trang trọng, nghiêm túc, phấn khởi, thể hiện sự quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân, lực lượng vũ trang huyện nhà trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Kế thừa và phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, tuổi trẻ Quốc Oai tiếp tục hăng hái lên đường tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hàng năm, để hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu giao quân, đảm bảo đạt về cả số lượng và chất lượng và được cấp trên khen thưởng. Nhiều đồng chí đã trở thành sĩ quan, đảng viên, cán bộ cao cấp trong các đơn vị quân đội. Để tạo không khí phấn khởi cho các thanh niên hăng hái thi đua lên đường nhập ngũ, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện đã phối hợp với Ban tuyên giáo huyện ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, tổ chức lớp học đối tượng đảng cho 66 đoàn viên ưu tú và những công dân lên đường nhập ngũ năm 2024. Đến nay, các địa phương đã kết nạp được 4 quần chúng ưu tú vào đảng. Điểm nổi bật trong công tác tuyển quân năm 2024 là công tác chính sách hậu phương quân đội được đặc biệt quan tâm, nhằm động viên tinh thần công dân lên đường nhập ngũ. Huyện Quốc Oai đã trao tặng 20 sổ tiết kiệm cho 20 tân binh có hoàn cảnh khó khăn chuẩn bị lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2024, mỗi sổ trị giá 5 triệu đồng. Nguồn kinh phí được Ủy ban nhân dân, các ban ngành đoàn thể huyện hỗ trợ và từ nguồn vận động xã hội hóa. Các ban ngành đoàn thể huyện và các xã thị trấn cũng đã tổ chức trang trọng, ý nghĩa các hoạt động gặp mặt thăm hỏi, tặng quà gia đình tân binh nghèo, gia đình chính sách, giáo dục truyền thống nhằm tiếp lửa cho các thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Trong không khí trang trọng của buổi lễ, đồng chí Thượng tá Nguyễn Đỗ Tùng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã công bố quyết định giao quân năm 2024. Theo đó, đợt tuyển quân năm nay, huyện Quốc Oai được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 193 thanh niên đi nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân. Trong đó có 185 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự và 35 đồng chí tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Thành ủy viên, Bí thư huyện ủy đã thắp lên ngọn lửa truyền thống tại lễ giao nhận quân năm 2024. Ngọn lửa truyền thống cách mạng tỏa sáng niềm tin, niềm tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, sáng mãi tinh thần yêu nước của quân và dân huyện Quốc Oai. Đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban dân huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện lên đánh hồi trống mở hội giao quân năm 2024. Tiếng trống của lễ hội giao quân chính là lời Đảng gọi, Tổ quốc cần chúng ta, phát huy truyền thống lực lượng vũ trang huyện Quốc Oai anh hùng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban dân huyện đã nhiệt liệt biểu dương tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể từ huyện đến các xã thị trấn trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024. Gửi gắm niềm tin đến các tân binh lên đường nhập ngũ. Chủ tịch Ủy ban dân huyện Quốc Oai Nguyễn Trường Sơn đề nghị ở môi trường mới, các tân binh nêu cao ý thức cách mạng, chấp hành nghiêm kỷ luật của đơn vị, nhanh chóng hòa nhập, đoàn kết, quyết tâm giữ vững và phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương Quốc Oai anh hùng. Được trở thành người chiến sĩ cách mạng đứng trong hàng ngũ quân đội nhân dân và công an nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đó là niềm tự hào, là nghĩa vụ, vinh dự, trách nhiệm lớn của các đồng chí nhập ngũ ngày hôm nay. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà đặt niềm tin ở các đồng chí, mong các đồng chí hãy tiếp tục giữ vững, phát huy và tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của quê hương Quốc Oai anh hùng. Trước khi các đồng chí chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ, thay mặt lãnh đạo huyện, tôi xin đề nghị ở môi trường mới, các đồng chí cần nhanh chóng hòa nhập,
luôn đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, quyết tâm giữ vững và phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, nêu cao ý chí cách mạng, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội và các chế độ quy định của đơn vị, tích cực tu dưỡng phẩm chất đạo đức, phấn đấu trở thành người chiến sĩ ưu tú trong quân đội nhân dân và công an nhân dân, thường xuyên học tập rèn luyện, nâng cao trình độ bản lĩnh. Đây là nền tảng, là điều kiện thuận lợi để các đồng chí tiếp thu, tích lũy kiến thức khoa học quân sự tổng hợp, kinh nghiệm công tác để hoàn thành nhiệm vụ tại ngũ và là hành trang trong cuộc sống sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về xây dựng quê hương. Tôi tin tưởng và mong muốn các đồng chí hôm nay chuẩn bị lên đường nhập ngũ, nhiều đồng chí sẽ phát triển trong quân đội nhân dân, công an nhân dân, trở thành những cán bộ ưu tú và sau thời gian phục vụ tại ngũ, các đồng chí trở về là những công dân tiêu biểu, mẫu mực, là nguồn kế cận cho đội ngũ cán bộ các cấp ở địa phương, tiếp tục phát huy truyền thống, góp phần xây dựng quê hương Quốc Oai ngày càng giàu đẹp, văn minh. Các tân binh huyện Quốc Oai lên đường nhập ngũ đều vui mừng phấn khởi và hứa sẽ ra sức học tập, noi gương các thế hệ cha anh đi trước, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tôi rất vinh dự khi được kết nạp Đảng và rất vinh dự khi được vào nhập ngũ năm 2024. Chúng tôi quyết tâm và quân ngũ sẽ học hỏi, rèn luyện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao cho. Thật sự cảm xúc của tôi bây giờ cũng rất là vui vẻ, bởi vì là ở địa phương các cô chú cũng đã chuẩn bị cho tâm lý vững vàng để có thể bước chân vào quân ngũ. Tất nhiên là tôi cũng sẽ có một chút hồi hộp, nhưng không sao cả. Được cống hiến cho quê hương đất nước là một niềm tự hào, nên tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Là địa phương có truyền thống tuyển quân từ nhiều năm nay, ngay khi có kế hoạch giao chỉ tiêu tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2024, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Cơ quan Thường trực, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện đã tích cực tuyên truyền vận động thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ có nhận thức đúng đắn về nghĩa vụ, trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, tất cả các tân binh của huyện đều phấn khởi vui vẻ lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc. Trong năm 2024 thì huyện Quốc Oai được giao chỉ tiêu là 158 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 35 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an, thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ theo cái chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Thủ đô, thì thực hiện tròn khâu, tuyển được người nào chắc người đó. Trong quá trình thực hiện thì chúng tôi đã tổ chức nắm chắc cái nguồn nhập ngũ và thực hiện đúng các cái quy trình từ công tác sơ tuyển, công tác khám tuyển và công tác bình cử ở các thôn, tổ dân phố và các xã thị trấn và chốt quân số. Chúng tôi đã chỉ đạo tổ chức gặp mặt động viên từ cấp xã, phường, thị trấn cho đến cấp huyện để gặp mặt tân binh năm 2024 để làm tốt cho cái ngày hội giao quân ngày hôm nay. Thì chúng tôi đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương ban hành đầy đủ các văn bản lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện và làm tốt công tác chuẩn bị về cái lễ giao nhận quân theo đúng hướng dẫn của Bộ Quốc phòng và của Bộ Tham mưu. Và trong ngày hôm nay thì các xã thị trấn và lực lượng công dân lên đường nhập ngũ bảo đảm đầy đủ quân số và hồ hởi phấn khởi tham gia vào các đơn vị nhận quân theo đúng chương trình, kế hoạch, bảo đảm trang trọng đúng quy định và ý nghĩa cho cái ngày hội tổng quân. Trong không khí rộn ràng cờ hoa, xen lẫn hương sắc của mùa xuân mới, tình cảm bình dị, ấm áp của các đồng chí lãnh đạo thành phố, các đồng chí lãnh đạo huyện, người thân, bạn bè, đông đảo nhân dân cùng những bó hoa tươi thắm trao tặng cho các tân binh đã làm cho anh em lên đường nhập ngũ có thêm động lực mới để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong quân đội, xứng đáng với truyền thống cách mạng của quê hương Quốc Oai, đơn vị anh hùng, lực lượng vũ trang nhân dân mà nhà nước ta đã phong tặng. Trước những lời động viên và chia tay bịn xịn, lưu luyến của các đồng chí lãnh đạo, của bạn bè, người thân, 193 tân binh của huyện Quốc Oai đã vinh danh bước qua cổng vinh quang và hăng hái lên đường nhận nhiệm vụ mới với cùng chung một quyết tâm là sẽ phấn đấu học tập, huấn luyện, rèn luyện tốt. Cổng vinh quang là biểu tượng cho niềm tự hào, vinh dự đối với những thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, là sự tôn vinh tinh thần tình nguyện, sẵn sàng hiến dâng tuổi trẻ cho Tổ quốc của thanh niên, đồng thời cũng là bài học về ý thức trách nhiệm đối với Tổ quốc, đối với xã hội của mỗi người. Buổi lễ giao nhận quân kết thúc trong không khí hân hoan phấn khởi của người thân và sự hăng hái lên đường nhập ngũ của các thanh niên. Những cái bắt tay thật chặt, những cái vẫy tay, những giọt nước mắt của người thân đưa tiễn, tuy có bịn xịn, lưu luyến nhưng vẫn ánh lên niềm tự hào,
sẽ là nguồn động viên khích lệ các tân binh nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện, trưởng thành và cống hiến trong môi trường quân ngũ. Hơn bao giờ hết, truyền thống cách mạng và niềm tự hào của quê hương lại một lần nữa hun đúc và tô thắm bằng tinh thần quả cảm và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ huyện nhà khi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Xin chúc các anh lên đường chân cứng đá mềm, nơi hậu phương đảng bộ chính quyền, quân và dân Quốc Oai bắt tay thi đua cùng các anh để xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Nhằm kết nối những người con xa quê về với cội nguồn, khơi dậy truyền thống tốt đẹp, cũng như ghi nhận những đóng góp của người con Quốc Oai đối với quê hương. Nhân dịp đầu xuân năm mới Giáp Thìn năm 2024, sáng ngày 24 tháng 2 năm 2024, Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quốc Oai long trọng tổ chức cuộc gặp mặt thân mật với các đồng chí là những người con quê hương Quốc Oai, Thành Đạt, hiện đang công tác tại Trung ương và thành phố. Trong không khí trang trọng, nồng ấm, hân hoan của buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã có bài phát biểu chào mừng nhấn mạnh truyền thống văn hiến cách mạng của quê hương Quốc Oai anh hùng, những nỗ lực của Đảng bộ nhân dân Quốc Oai trong thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua. Bằng những hình ảnh chân thực của phóng sự, Quốc Oai khắc phục khó khăn, thực hiện công tác xây dựng Đảng chính quyền và hệ thống chính trị vững tin bước vào năm mới 2024. Các đại biểu đã được chứng kiến những thành tựu nổi bật nhất của Đảng bộ, nhân dân, các dân tộc trên địa bàn huyện đạt được trong năm qua, cùng những định hướng quan trọng, những mục tiêu tiếp tục được thực hiện trong năm 2024. Phấn khởi vì những thành công đó, những người con quê hương Quốc Oai, Thành Đạt rất tự hào vì quê hương ngày càng khang trang đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Đặc biệt, thành quả chung này có sự đóng góp trách nhiệm, nghĩa tình của mỗi người con với quê hương. Tại hội nghị gặp mặt, với những tình cảm đậm ấm, các đại biểu đã phát biểu cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo huyện Quốc Oai đã tổ chức trang trọng buổi gặp mặt để họ được kết nối và gắn chặt tình cảm về với cội nguồn. Các đại biểu khẳng định chính niềm tự hào là con em của quê hương Quốc Oai đã thôi thúc mỗi người con xa quê không ngừng phấn đấu rèn luyện thành đạt ở nhiều cương vị trên mọi miền Tổ quốc. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm đồng hành của những người con quê hương Quốc Oai đối với sự phát triển chung của toàn huyện. Đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện mong muốn các đồng chí đang công tác tại Trung ương và thành phố tiếp tục phát huy tinh thần dân tộc hướng về quê hương, chung tay góp sức xây dựng và phát triển huyện, thành phố và đất nước trong khả năng nguồn lực của mình. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện thay mặt các đồng chí lãnh đạo huyện nêu rõ những định hướng quan trọng mà huyện sẽ tập trung thực hiện trong thời gian tới để đưa huyện Quốc Oai ngày một phát triển giàu mạnh hơn. Thưa quý vị và các bạn, sau 3 ngày thi đấu tranh tài với tinh thần thể thao trung thực, cao thượng, giải vô địch vật tự do dân tộc truyền thống mừng Xuân Giáp Thìn thành phố Hà Nội năm 2024 được diễn ra tại giới vật tổ dân phố Ngô Sài, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai đã kết thúc thành công tốt đẹp, đong lại nhiều cảm xúc thăng hoa và xen lẫn chút tiếc nuối cho hàng nghìn người hâm mộ đến xem và cổ vũ. Kết thúc giải, huyện Quốc Oai đã giành giải nhất toàn đoàn với 19 huy chương các loại. Trọng tài chống xe đài. Trong ngày thi đấu thứ 3, các vận động viên bước vào tranh tài các bộ huy chương ở tất cả các nội dung vật dân tộc nam phong trào, vật dân tộc nam nâng cao, vật tự do nữ phong trào và vật tự do nữ nâng cao. Các trận chung kết quy tụ đầy đủ các vận động viên xuất sắc đạt nhiều thành tích cao tại các giải quốc gia thuộc các huyện Quốc Oai, Phúc Thọ, Đông Anh, Sóc Sơn, Gia Lâm, Thạch Thất, Hoài Đức, Đan Phượng tham gia tranh tài. Với tinh thần thể thao cao thượng, kỹ thuật xe đài điêu luyện và những đòn vật hay, các đô vật đã cống hiến cho khán giả nhiều màn so tài cực kỳ hấp dẫn. Vẻ đẹp của sự khỏe khoắn, sức quyến rũ của các kỹ thuật vật cổ truyền cùng tinh thần thượng võ, các đô vật đã có dịp được phô diễn một cách trọn vẹn, làm mãn nhãn người xem. Những đòn cuốn bốc một bốc đôi, gồng, ngóc, dắt, kỹ thuật kéo vó, nhấc bổng đối phương hay ép hai vai của đối phương xuống thảm của các vận động viên trong các trận đấu ngang sức ngang tài đã tạo nên một bầu không khí hết sức sôi nổi nhộn nhịp. Đặc biệt có những trận đã phải phân thắng bại bằng thi đấu hiệp phụ nảy lửa hấp dẫn. Có những vận động viên kiện tướng cấp quốc gia đã phải chịu thua trước vận động viên cấp 1. Tham gia giải đấu năm nay, đoàn chủ nhà Quốc Oai tranh tài đủ 22 nội dung với nhiều tiềm năng lợi thế về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và thể dục thể thao. Nhiều năm qua, Quốc Oai luôn là đơn vị đóng góp nhiều vận động viên cho đội tuyển vật Hà Nội và quốc gia. Tại giải đấu năm nay, các vận động viên quyết tâm đạt thành tích cao nhất.
Em là vận động viên của đoàn Quốc Oai. Em thi đấu giải với tinh thần là trung thực, đoàn kết và thi đấu với 100% sức để hy vọng đạt thành tích cao. Em mong rằng đoàn Quốc Oai, đoàn chủ nhà sẽ đạt nhiều thành tích cao để bảo vệ chức vô địch cho Quốc Oai. Quốc Oai cố gắng sẽ nhất toàn đoàn ạ. Theo đánh giá của ban tổ chức, tại giải năm nay, các địa phương đơn vị đã có sự chuẩn bị tốt về lực lượng vận động viên, cũng như chuyên môn, nhiều võ sĩ trẻ thi đấu tự tin, mang tới những bất ngờ. Do đó, các cuộc đua tranh huy chương diễn ra quyết liệt, hấp dẫn. Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Quốc Oai tổ chức giải năm nay. Về đánh giá chung về lực lượng vận động viên, thì giải năm nay vận động viên có tăng hơn so với năm ngoái, và chất lượng của các vận động viên thì có khá hơn. Đó là những vận động viên cấp 1 kiện tướng quốc gia và quốc tế đều được tham gia ở cái giải trong năm nay tại sân vật Ngô Sài, thị trấn Quốc Oai. Thứ hai là các kịch tính của các vận động viên thì thi đấu là hết mình và với trình độ chuyên môn cao. Vậy các vận động viên thi đấu là có những cái trận phải thi đấu hiệp phụ mà hai hiệp chính, mà mỗi hiệp chính là 5 phút, hai hiệp chính là 10 phút, mà chưa phân định thắng thua thì tiếp tục phải thi đấu của hiệp phụ là 4 phút. Nhưng có những trận phải thi đấu cả hiệp phụ nhưng chưa phân định thắng thua mà phải phân định thắng thua bằng trọng lượng cân. Như vậy là chất lượng của giải năm nay là so với chất lượng của các giải năm trước, là chất lượng của giải năm nay là rõ ràng là cao hơn. Sau 3 ngày tranh tài thi đấu sôi nổi, với gần 200 trận thi đấu, giải vô địch vật tự do dân tộc truyền thống Mừng Xuân Giáp Thìn, thành phố Hà Nội năm 2024 đã kết thúc thành công tốt đẹp, mang theo dư âm sôi nổi, hào hứng và luyến tiếc của đông đảo người dân khắp nơi về tham gia cổ vũ giải trong những ngày qua. Qua buổi sáng hôm nay ấy, thì qua các đồ vật của các câu lạc bộ địa phương đến trình diễn thì chúng tôi thấy là một cái chương trình các vận động viên mang lại các kèo vật rất là hay, rất là cảm xúc cho người dân chúng tôi. Chúng tôi qua đây thì chúng tôi cũng rất mong là sẽ có nhiều lần được Ủy ban nhân dân huyện cũng như thành phố đưa về địa phương chúng tôi để mà cho người dân chúng tôi được giao lưu học hỏi, để cho những ngày đầu xuân được vui vẻ và hạnh phúc. Kết thúc giải, huyện Quốc Oai giành giải nhất toàn đoàn với 19 huy chương, gồm 9 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 6 huy chương đồng. Thứ nhì là huyện Thạch Thất với 20 huy chương, gồm 5 huy chương vàng, 8 huy chương bạc và 7 huy chương đồng. Xếp thứ ba là huyện Hoài Đức với 5 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 5 huy chương đồng. Các vị trí tiếp theo thuộc về các đoàn Đan Phượng, Phúc Thọ, Sóc Sơn, Gia Lâm và Đông Anh. Tiếp tục thi đấu. Vật dân tộc là môn thể thao cổ truyền của Việt Nam, phát triển mạnh nhất ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, là biểu tượng của sức mạnh mang ý nghĩa cầu may mắn bình an, cầu năm mới, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Thông qua giải, tiếp tục duy trì, giữ gìn và phát triển các môn thể thao truyền thống, đẩy mạnh các hoạt động thể thao tại cơ sở, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc. Đây cũng là dịp để các vận động viên giao lưu, cọ sát, học hỏi kinh nghiệm và cống hiến những trận đấu hay đẹp mắt đến khán giả. Đồng thời, thông qua giải đấu nhằm duy trì, giữ gìn và phát triển các môn thể thao truyền thống, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đẩy mạnh cuộc vận động rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Bản tin tối của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Quốc Oai đến đây là hết. Cảm ơn sự để tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.